Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Athletic Bilbao và câu lạc bộ Granada. Đây là trận đấu thuộc vòng 15 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga và sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 27 tháng 11. Và ở trận đấu này, Bilbao sẽ tới đón Granada trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái FP88 đưa ra thì đội chủ nhà Bilbao sẽ chấp Granada với mức kèo là 0,75. Mức kèo hãy tăng một trái hạ xuống nửa trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, 2,5 và 2 trái tùy theo kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định, mong các bạn cho mình xin một like video, một share kênh nhé. 5 lần chạm trán gần nhất của Bilbao và Granada thì Bilbao thắng 2 và thua 3 trước Granada. 5 trận thi đấu gần nhất của Bilbao thì họ thắng 1, hòa 3, thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của Granada thì họ thắng 1, hòa 2, thua 2. Và ở trận đấu này với mức kèo hay này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa Granada trong này. Vì sao? Thứ nhất là mặc dù trận đấu này Granada bị đánh giá là cửa dưới, nhưng mà Granada họ cũng không phải gọi đối thủ hoàn toàn quá yếu hơn so với Bilbao đâu các bạn. Thứ hai này, nếu như trận đấu này mà hai đội có hòa nhau thì chúng ta chọn cửa Granada chúng ta vẫn thắng kèo. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ và thành tích đối đầu thì mặc dù là Granada đang xếp sau Bilbao đến 9 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng mà cái thành tích đối đầu của Granada trước Bilbao thì cũng khá tốt. 5 lần chạm trán gần đây thì Granada thắng đến 3 trận các bạn. Và cái phong độ thi đấu của Bilbao thời gian đây thì cũng rất mập mờ. Mình đi đoán nhiều khả năng trận đấu này hai đội sẽ hòa nhau, cho nên các bạn hãy là ưu tiên đi cửa đội khách Granada được chấp 0,75 đến 1 trái trận này. Với mức tài xỉu cho đó là 2,25, 2,5 và 2 trái. Thì những lần chạm trái đó hai đội thì cũng không nhiều thắng ghi. Mình đi đoán trận đấu này có thể là tỷ số 1-0 nghiêng về cho Granada, hoặc là hai đội sẽ hòa nhau tỷ số là 1 đều. Cho nên các bạn hãy là ưu tiên đi cửa xỉu 2,25 trong này. Hoặc là các bạn nào an toàn nữa thì bạn canh đâm một bàn để bạn hạ vào xỉu. Và mức hiệp 1 thì mức kèo chấp đồng nữa thì sẽ là 0,75. Thì hiệp 1 các bạn hãy là đá cửa Granada và các bạn đá tài 0,75. Mình đi đoán hiệp 1 Granada sẽ có một thắng dẫn trước Bilbao, hoặc là hai đội sẽ hòa nhau một đều ở hiệp 1 luôn. Và tóm lại, trận đấu khuyên các bạn chọn Granada, và các bạn đá xỉu hiệp 1 chọn Granada và đá tài. Ưu tiên đá tài hiệp 1 trận đấu này rất là thơm. Và cảm ơn FP88 đồng hành cùng mình ở video này. Xin chào, hẹn gặp lại.